Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với tựa game Night Security các bạn. Tựa game này cũng là do nhà phát triển Chilla. Thì cái nhà phát triển này mình cũng đã chơi rất là nhiều game các bạn. Thì đa số những con game của nhà phát triển Chilla này làm á là những con game kinh dị ngắn, lấy bối cảnh ở nước Nhật Bản các bạn. Và cái con game kinh dị này á, cái điều đặc biệt á là cái đồ họa nó sẽ không được đẹp nha các bạn. Mặc dù sau này á, những cái con game sau này của Chi Lạc á thì có cải tiến một chút xíu về hình ảnh, nhưng mà nó cũng sẽ có cái gì đó nó mờ giống như những cuộn băng VHS hồi xưa á, VHS hồi xưa các bạn. Ok, thì thôi bắt đầu mình vô game mình trải nghiệm coi Night Security, tức là bảo vệ ca đêm, để coi có tựa game như thế nào các bạn. Và đặc biệt là những cái con game sau này của Chi Lạc đều có tiếng Việt các bạn. Ok, vào thôi. Mình đang trong căn nhà, chắc có lẽ bây giờ là buổi tối, mình làm bảo vệ ca đêm mà. Nhưng mà làm bảo vệ được căn nhà vậy là cũng quá ngon các bạn. Nhà khá là to đấy, mấy điều hòa này, hai cái điều hòa luôn. Ở đây có khu dân chơi cho trẻ em nữa này. Mình nghĩ chắc nhân vật này là đã có con, có vợ, có con rồi các bạn. Đây là chắc thức ăn mình mới vừa ăn xong đấy. Bên ngoài trời mưa khá là to và trời đang là buổi tối nha. Chắc có thể là mình sẽ chuẩn bị đi làm. Oh, Happy birthday à. Sinh nhật của mình à. 23 tới tháng 10. Chilla calendar là lịch của Chilla. 23 tháng 10 các bạn. Vậy chắc là hôm nay là sinh nhật của mình hay sao đấy. Nếu mình đi vòng quanh căn nhà có gì không nha. Nhà này cũng khá là ok, khá là rộng rãi đó chứ. Nhà bếp cũng khá là xịn sò. Thường làm bảo vệ cả đêm thì mức lương nó sẽ cao hơn tí xíu so ban ngày các bạn. Đúng rồi nè. Cái nhân vật này đã có một vợ và một con rồi. Và một đứa con gái nha. Mình thấy vẽ tóc vàng, tóc dài nè. Đây, bánh sinh nhật 7 tuổi. Ngồi với con gái, sinh nhật con gái mình chứ không sinh nhật mình đâu. Hai mươi ba tới tháng 10. Ồ, nhiều phòng lắm nha. Cái này là phòng chạy ủi nè. Đây là chung cư cao cấp rồi, chung cư cao cấp rồi. Đây là toilet. Toilet nhưng mà chỉ có mỗi cái bồn cầu thôi, không có cái vòi sen các bạn. Ai đây? À, chắc là vợ mình. Đang ngủ các bạn. Vợ mình đang ngủ. À, thay đồ. Mình nghĩ chắc là mình thay đồ đi làm ấy. Vợ ngủ ngon nhé, chồng đi làm nhé vợ. À, đây là con mình này. Đứa con gái này vẫn đang ngủ. Bên ngoài mưa khá là to. Ở ngoài có máy lạnh nhưng mà trong phòng không có máy lạnh các bạn. Mở ngoài đây tận tới hai cái luôn ý. Cái nào có lấy chợ bá mà đang mở nè. Một cái nè. Hai cái nè. Chắc có thể là bây giờ mình sẽ đi làm. Thôi để mình đóng cửa lại cho vợ mình ngủ các bạn ạ. Đó, đóng nó lại. Ủa, chưa đi ra được à? Mình còn thiếu chi tiết gì thật à? Mình nghe tiếng khóc quá ta. À, mình còn thiếu cái này. À, bây giờ mới đi làm nè. Bên ngoài trời mưa khá là to. Tới chỗ làm mà, tới chỗ làm mà. Nhân viên bảo vệ 35 tuổi, ngày 22 tháng 10. Qua ngày mai là chắc là sinh nhật của con mình các bạn.
ngày 23 tháng 10. Công ty nào đây? Có công ty này không? À đúng rồi, đúng rồi. Ai thế? Hình như mình vừa thấy một người phụ nữ đi ngang rồi phải. Giám sát, phòng giám sát ở bên phải. Hãy kiểm tra công việc cần làm thôi. Ủa, nó không cho mình vô các bạn à, nó bắt mình vô đây. Ủa, có nhạc luôn à. Tắt đi. Có công bản quyền đấy. Kiểm tra chuông báo cháy trong phòng và khóa cửa. Tắt đèn nhà vệ sinh. Nếu có người ở lại thì bảo họ về. Công việc cũng đơn giản mà. Ê, hình như có ai còn trong đây thì phải. 12 giờ đêm rồi. Mình mới nghe cái tiếng gì ngoài trước ấy. Tôi vừa mất liên lạc với. Hả? Nghe cái tiếng như cọ kẹt ai mở cửa hay sao ấy. Tôi vừa mất liên lạc với một nhân viên bảo vệ tên Ochigi Keigo. Chắc là cậu này bỏ việc luôn rồi. Trời mẹ ơi, mình đang đọc cái thư mà ở ngoài nó cọt kẹt cái gì đấy. Có lẽ từ giờ tôi sẽ phải trông cậy vào cậu thôi. Công ty này có quy định cấm làm tăng ca quá nửa đêm. Hãy kiểm tra đồng hồ và màn hình giám sát. Đọc kỹ nội dung công việc cần làm. Rồi hãy đi tuần nhé. Trân trọng, từ quản lý Yamamoto. Ok. Công ty này không cho làm việc quá nửa đêm. Mà thường làm việc 5-6 giờ là về chứ nhờ. Có vẻ vẫn còn người đang ở đây. Trước hết thì mình nên bắt đầu đi tuần từ tuần 1 và khóa cửa từng phòng 1 thôi. Có thể là bên Nhật họ làm việc rất là trễ các bạn. Nhưng mà làm gì có vụ mà làm cái giữa đêm ghê vậy ta. Lại mình thấy con nhỏ là đi ngang ở đây này. Này phải thì có cháy không ta. Ủa thang máy rồi. Ủa nãy mình đi ra chỗ này mà đúng không? Chứ phải đi ra chỗ này đâu. Sao không có cửa, không có thang máy gì vậy? Có thiết bị báo cháy này nè. Không có gì bất thường. Bên ngoài còn mưa khá là to. Không có lại. Khóa cửa luôn. À nơi này không ấy nè. Nhưng mà hồi nãy mình lại đi ra từ đây nha. Ảo thật đấy. Như phòng này thông phòng ở đây thì phải. Má nghe gì vậy? Nghe cái tiếng gì giống như có ai còn ở đây á. À là không nói rồi nè. Cho con đi về đi. Không, có tiếng nó nằm động ở phía ngoài kia kìa. Không phải trong đây. À nhân viên mới mời, vậy mới đi sao? Đã đến giờ này rồi à. Chắc mai mình cũng sẽ ép việc cấp dưới thôi. Phải rồi. Ông này là sếp các bạn. Bye. Ông càng cầm cái lon giống như là lon nước vậy ta. Sữa đậu nành đấy. Mai mình sẽ ép việc cấp dưới thôi. Má sếp gì vậy? Đi làm công ty mà gặp những nhiều sếp như vậy thì cái có khổ các bạn à. Chẳng làm những trò chống gì cả. Ông đi hướng này ông về à. Ở đây có thằng máy là sao ông về. Đi thằng máy khỏe hơn chứ. Đây là phòng vi sinh này. Tắt đèn ấy. Ở đây không có khóa cửa được. Em khóa cửa cho ta. Em khóa à, khóa à. À đây phòng vệ sinh nam này.
Thường thường những cái mới vô thì chưa có gì gọi là đặc biệt đâu các bạn. Hình như phòng này nó thông, nó phòng này thì phải. Để mình kiểm tra đây rồi. Mình nghĩ tầng đầu tiên, những cái tầng đầu tiên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bắt đầu mình nghĩ là chắc vào tầng thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở lên mới có việc nó xảy ra. Ở trên lầu mình nghĩ có người á. Tại nãy giờ mình nghe tiếng cọt kẹt với lại cái tiếng mà mở cửa. Cái tiếng kéo lê cái gì á. Vãi cái nồi 11 tầng à. Nó đi kiểm tra hướng 11 tầng à. Tầng thứ 2. Hình như cái kết cấu của tòa nhà này giống nhau hết hay sao ấy. Ở dưới đây là cái máy photocopy, thì ở đây là cái ghế. Đó, mới nghe tiếng đó, mới nghe tiếng đó, mới nghe tiếng đó. Ôi, ai đây? Hey, chuyện gì thế? À, có khi anh là... đẹp trai quá trời quá đất. Oh my god. Con nhỏ này mê trai à, mê trai à. Mê trai chỉ cái đầu thai mới hết nha các bạn. Mình trao đổi thông tin liên lạc nhé. Ôi anh có vợ con rồi em à. Không là em không về đâu. Oh my god. Chứ em muốn sao? Anh sẽ không để anh thất vọng đâu. Oh. Anh hơi bị lẳng lơ đó các fan ạ. Hơi bị lẳng lơ đấy. Đừng lơ em nhé. Bye anh. Anh nó có vợ rồi. Nhá. Về đi em gái. Má cũng xinh ấy chứ. Nhưng mà mới tội hơi lẳng lơ xíu thôi. Ủa sao những người công ty thì ngộ nhỉ? Có thằng máy bên đây không đi mà lại thích đi thằng bộ nhỉ? Hay là tập thể dục ta? Không có gì bất thường. Tính cái công việc cũng nhàn hạ nhỉ. Đi đi kiểm tra những cái đồ, những cái bao chung báo cháy, ổ khóa cửa, tắt đèn toilet. Hết việc. Đi hết 11 tầng là xong. Chúng ta có thể về về phòng bảo vệ nghỉ ngơi. Ngồi trong đó. Ấy. Mình thấy gì mới chiếu qua thì phải. Ở bên Nhật á, mình thấy những cái chỗ làm việc của họ sẽ được ngăn cách như thế này các bạn. Mình thấy vậy cũng hay ấy chứ. Nó sẽ không làm phiền đến những người xung quanh. Và những người xung quanh cũng có thể nhìn được máy tính của mình. Cái gì đây? Trong đây tại sao có một cái tivi cũ? Sao chứ mỗi xè không vậy? Mà như cái đi vào. Cậu vẫn đang làm sao? Vất vả quá nhỉ. Tớ về đây. Cậu cố gắng đi nhé. Ở trong công ty này mình thấy hình như đa số là những nhân viên ở đây đa số và làm về trễ các bạn. Có thể là một cái khối lượng công việc khá là nhiều. Hoặc là có thể là sếp ép những người nhân viên này rất là nhiều việc nên họ bắt buộc phải quay ở lại. Đó, lại nghe cái tiếng gì ở đây nè. Có thể là khối lượng công việc khá là nhiều. Và người sếp giao cho làm không hết, bắt buộc những người nhân viên đó phải ở lại để làm cho nốt công việc rồi mới về các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà thường làm thêm như vậy là thầy sẽ tính thêm OT. Cái phòng vệ sinh nữ ấy. Gì đấy? Có việc gì? À, là nhân viên bảo vệ sao? Cậu đừng tắt đèn nhé. Ok. Để tôi tắt cho.
Chắc là con nhỏ này nãy giờ nó làm ụt 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 ụt. Xíu nhớ tắt đèn nha chị. Cái phòng vệ sinh nam này. Mỗi lần xong việc là nó sẽ có một cái tiếng kêu á. Thôi lên lầu 3 thôi. Á thứ 11 tầng luôn đấy. Nãy giờ mà mới có 2 tầng rồi. Mà chưa thấy chuyện gì xảy ra cả. Mình nghĩ chắc bắt đầu thì tuần thứ ba trở lên là sẽ có gì đó nó kỳ lạ không tí xíu. Tầng 3 thì cũng giống tầng 2. Cũng không có gì mà khác thường. Đó, mình cứ nghe cái tiếng gì lộc cộc. Nó như là ai kéo thùng kéo gì ấy. Đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Ở đây là giống như là một cái phòng để training cho nhân viên đó bạn. Nghe cái tiếng gì vậy ta? Không lẽ còn người trên đây à? Đó. Đó. Không biết các bạn nghe loa ngoài có rõ không nha, chứ mình đeo tai nghe mình nghe rất là rõ nha. Có phòng này, thông cái phòng này. Lại cái tivi nữa. Cái này thì chắc là một cái kho. Một cái kho để văn phòng phẩm, giấy, những cái tài liệu mà lưu trữ các bạn, mình nghĩ là như vậy. Ở bên đây không biết là mình có mình kiểm tra này chưa ta. Không có gì bất thường. Ồ, không đóng cửa được à? Ở đây lại có cái tivi này. Lại có cái tivi này. Lại là một nhân viên làm khuya. Cái tiếng bấm bàn phím rất là rõ. Có người đi vào. Nhớ xong việc này trước ngày mai đấy. Ánh mắt đó là sao hả? Này, có nghe tao nói không đấy? Rồi, này là chắc sếp các bạn. Sếp vào và bắt nhân viên làm việc. Làm nốt ngày hôm nay xong mới được về. Giao việc như thế thì nhân viên sao mà về sớm được. Bắt buộc phải tăng ca các bạn à. Có ai trong đây không đấy? Ai trong đây không đấy? Sao lại tắt đèn vậy? Đã bảo là đừng tắt đèn mà. Ủa? Cái con nhỏ này là con nhỏ dưới tầng tầng 2 đúng không ta? Sao nó kêu đã bảo là đừng tắt đèn mà. Ủa sao nó lên lên đây nhanh vậy? Có khi nào con nhỏ là ma không ta? Em chỉ làm đúng việc của em thôi chị ơi. Ấy 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 ấy. Ai đấy? Không nghe tiếng lộc cộc gì. Không nghe tiếng lộc cộc ở đâu đây. Má trên lầu ấy. Ở trên lầu ấy. À tiếng thang máy.
À, mới là 3 thôi đó. Bắt đầu mình thấy có những hiện tượng lạ lạ xảy ra rồi nha. Lầu 4. Ấy. Sao mà tắt cái máy photo vậy? Nó tự chạy luôn này. Mình tắt không được. Ê, cái gì vậy? Mẹ hình như nào vậy? Má không nhà, không lẽ có con nhỏ, nhỏ này là ma. Còn nó tự photo cái tấm hình đó luôn. Trời ơi, đèn hư nữa kìa. Phải thay đèn thôi. Bóng đèn ở đâu ra? Ôi. Ôi. Oh my god. What the? Mọi người đã thở không? À, không ổn rồi đó, không ổn rồi đó. Mình thấy cái gì đó không ổn rồi đó. Chỉ có người này. Nói chuyện thôi, nói chuyện thôi. Hôm nay lại là anh sao? Cấp trên bảo em buộc phải xong hết chỗ công việc này trước ngày mai. Nhưng với lượng công việc thế này thì làm sao mà xong được. Em chưa từng nghĩ rằng trở thành người đi làm lại vất vả như thế này. Thậm chí em còn bị bảo phải đóng thẻ chống công vào đúng giờ tăng ca. Không thể tin được. Người duy nhất biết được em vẫn cố gắng làm tăng ca mỗi ngày là anh đấy. Em cảm thấy vui vì khi gặp anh là em biết rằng sẽ được về nhà. Là đúng 12 giờ đêm nó mới được về nhà các bạn. Là mỗi ngày ngày nào đấy tới giờ tan ca là nó sẽ ra bấm thẻ chấm công. Là đúng giờ về xong rồi nó phải ở lại tới làm việc. Thì khoảng thời gian mà làm việc thêm á sẽ không tính tiền các bạn. Má ơi, vậy em xin phép về nhé. Hẹn gặp anh vào ngày mai. Cái công ty này kiểu là bóc lột sức lao động nhân viên các bạn ạ. Mình thấy ai cũng cũng đi làm khuya như thế này về mà cảm thấy rất là bất mãn với công việc. Khối lượng công việc khá là nhiều. Bây giờ kiếm một bóng đèn đâu mà thay đây nhờ. Giờ phải đi tìm một bóng đèn các bạn ạ. À. À, nãy có con lợn ở đây nè. Nhưng mà bay lại nó chỉ hù mình thôi chứ nó không có làm gì mình hết. Ở đây có nhà kho này. À, bóng đèn ở này. Đã lấy đèn. Ok, sửa đèn thôi. Vâng, sáng rồi đấy. Nhưng mà có vẻ như từ từ tuần này mình thấy có vẻ mọi thứ nó âm u hơn chút xíu thì phải. Mình cảm nhận như vậy á. Không biết có đúng không. Có ai còn ở đây không vậy? Ấy. Trời ơi, lại bể bóng đèn này. Nhưng mà cái này nó không bắt mình thay các bạn. Thôi làm lẹ đi, làm lẹ đi. Làm lẹ đi, còn đi xuống tầng dưới. Còn tới 7 tầng nữa. Tầng 5. Bắt đầu mình gặp những thứ kỳ lạ rồi đó. Hồi nãy trong toilet là mình thấy con gì rồi, nó đứng trong nó hù mình đó các bạn. Đấy. Thấy mình nói đúng không?
Càng lên cao mình thấy cái tòa nhà nó càng cũ đi. Ấy, tầng này có vẻ hơi tối thế nào ấy. Phải kiểm tra phòng điện thôi. Cúp điện à? Trời mẹ ơi, cái đèn pin cũng như không à. Có cái đèn pin cũng như không à. Đây, phòng điện đây. Không có cầu chì. Tức là mình phải đi tìm cầu chì. Phải bật đèn trước đã. Đây có cầu chì không? Đây nè. Cần gạt không hoạt động à. Có vẻ như không có điện. Phải tìm nguyên nhân và khắc phục thôi. À chắc mình phải đi tìm cái cầu chì ấy. À mình phải gạt. Mình phải tìm cái cầu chì xong vô mình mới gạt mấy cái này nó mới có điện. Phải bật đèn trước đã à. Tức là nó kêu mình phải đi tìm cái cầu chì trước rồi mới cho kiểm tra mấy cái này. Cầu chì ở đâu ta? What? Cửa khóa à? Nó sao ghê thế này? Má gặp tôi luôn, vui về luôn mấy ông à. Má làm lụng gì với kiểu này. Ủa đây không có cửa à? Ủa mà có điện đâu mà tắt đèn. Ủa bị khóa rồi. Ủa đây cái cửa gì đây? Oh my god, gì vậy? Sao mà máu không vậy? Mẹ ơi, nghe cái tiếng gì kìa. Mẹ ơi, đừng có hù con nhá. Má đi lối nào bây giờ? Mẹ ơi, ghê thế. Má giờ biết đi đường nào giờ? Má nó có thui à. Giống như cái mê cung vậy đó. Sao đây là máu không vậy? Tao nói mày rồi, mày đi về đi, làm cái gì? Mày yêu nghề thế? À, đi cầu chì đây này. À, gặp tao đi về đấy, không có làm đâu. Trả tao thấy 20 triệu nó cũng không làm đâu. Thề. Đừng có hù em nhé. Em chỉ là nhân viên bảo vệ thôi. Nãy giờ mò đường ra mới là quan trọng luôn nè. Không thấy khí khô gì hết đó. Ấy, nó nữa kìa. Chị ơi, tha em chị ơi. Ấy. Ý con này nó chỉ hù mình thôi. Chứ nó không làm gì mình chứ á. Giống như hồi nãy với lầu 3 cũng vậy ấy. Lầu 3, lầu 4 vậy ấy. Nó cũng đứng nhìn nó mình thôi à. Đóng còn lại đi. Ừ. Nó chỉ hù mình thôi chứ nó không làm gì mình hết trơn á. Ủa gì vậy? Ủa? Giống như ai bước chân tới ấy. Giống như ai bước chân trên nước đi tới ấy. Trời ơi, má ơi, hớ hồn. Má là cậu ở đây à. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, chị ơi. Có vẻ đèn vẫn chưa bật được. Đúng rồi, có cầu chì đâu mà bật chị ơi. Em mới đi lấy về đấy.
Nên cậu gạt bốn cái cần gạt giúp tôi nhé. Tôi á? Không, tôi về đây. Về đi chị ơi. Hế hế hế. Gắng làm việc chăm chỉ đi nhé. Trời ơi, ai mượn chị à? Má chị làm em hú hồn à. Em nghe có tiếng chụp anh đi tập 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 em tưởng ai thì ra là chị. Mà chị làm gì trên đây thế? À, con nhỏ đi thang máy nó mới đi thang bộ các bạn. Bây giờ mình vô mình gặp mấy cái cậu chị ở đây nè. Đâu rồi? Tại mình thấy đâu đây nè. Một cái. Này không có. Này có không? Này có một cái nè. Hai cái. Hai cái nè. Ba cái. Một cái nào không? Bốn cái. Mình nghĩ gã này lên là cái tòa trên đây sẽ có điện nha các bạn. Người khi nãy đã về chưa nhỉ? Mình phải kiểm tra thử ở phòng giám sát tầng này đã. Là chắc con nhỏ hồi nãy nhỉ? Nó đi xuống thang máy về rồi mà. Mình thấy đi thang máy về rồi mà. Ok, cứ kiểm tra cho chắc. Cái phòng này nãy vô không được này. Lại có cái tivi. Ở trong một cái toilet. Tụi mình may mắn thật đấy. Thợ. Nhờ mà tụi mình có thể về được ngay. Cậu ta gánh vác mọi trách nhiệm luôn mà. Nhưng mà nhỡ cậu ta nghỉ việc thì sao nhỉ? Hả? Thế thì vất vả lắm đấy. Mà nếu cậu ấy nghỉ thật thì chắc đó sẽ ghét lắm đấy. Đúng vậy thật. À, hai con nhỏ này là hai con nhỏ mà giống như là ép người mới làm việc đó các bạn. Tức là tụi nó không làm, tụi nó đưa cho cái người người đàn ông này làm hết. Mà có thể là người đó mới vô nhận việc thôi. Người ta gọi là ma của hiếp ba mới mà. Camera an ninh đã ghi lại rõ ràng khoảnh khắc ấy ở nơi ấy. Không thể tin rằng cô ấy đã. Mình phải bỏ công việc này thôi. Uchiki Kego là cái ông bảo vệ mà nghỉ việc này. Ông thấy cái gì ta? Không thể tin rằng cô ấy đã. Mình phải bỏ công việc này thôi. À, tức là cái ông bảo vệ cũ mà nghỉ ngang ấy. Ông thấy một cái gì đó ở trong camera này xong mà ông mới nghỉ luôn. Thì chắc có thể là ông nghỉ rồi mình mới vô mình làm thay thế công việc của ông. Sao mày không nghỉ luôn đi, mày còn làm chi nữa? Mày không thấy người ta để lại bức thư như thế này à? Trời ơi, lại có camera kìa. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6. Bồ của bà. Đúng vậy. À thì anh đẹp trai tuyệt vời. Nhưng mà chẳng phải trước đây anh ta gặp bồ với con ái sao? Ai cũng biết mà chịu phần. Ý bà là cướp bồ sao? Gọi là cướp bồ thì hơi quá đó nha. Thì đại loại như tôi đã. Thật luôn, bà cũng đỉnh lắm. Nhưng so với con ả đó, rõ ràng tôi quyến rũ hơn nhiều mà đúng không? Công nhận là con ả đấy sốc cực kỳ. Mua nửa thường xuyên. Ơi! Cái gì vậy? Sao hai nhỏ này lại chạy? Hả? Sao vậy? Ủa sao tầng 3, tầng 6 lại đổ quét vậy? Tầng 3, tầng 6 hết được rồi.
Gì đấy? My God, ở tầng 5 à? Ủa, mình đang ở trên tầng mấy ta? Nó đang đứng ngoài đây à? Hình như mình đang trên tầng 5 thì phải. Ủa, tại sao con nhỏ kia nó nói xấu? Nó con nhỏ gì á? Gọi cái ông gì hồi nãy? Hay là mình ta? Mình có vợ rồi mà. Ồ, vợ mình đang nằm ngủ ở nhà chứ đâu làm trong công ty gì đâu. Mà tụi nó kêu là cướp bộ của mình là sao? Xong rồi tụi nó lại chạy. Mà có ai cũng như là gượt theo, giống như con ma nó gượt theo ấy. Bẻ camera đi, chỉ xuống đây nè. Thấy con ma ở đây nè. Cửa mà kia không biết mất tiêu luôn rồi. Mình phải khóa cửa lại thôi. Này tầng 5 này. Hồi nãy mình thấy con ma rõ ràng đứng đây này. Con ma ở cái gì vậy? Hồi nãy mình nghe tiếng bước chân ra rõ ràng luôn nha. Hồi nãy lúc mà mình vừa đi ra cái cửa này nè, mình nghe tiếng bước chân đi ra rõ ràng luôn. Xong mình gặp cái mặt con nhỏ mà áo đỏ kìa kìa. Có khi nào con nhỏ mà áo đỏ là ma không ta? Mà sao hai con nhỏ kia chạy ta? Có ai quýnh được nó chết ta? Có khi nào con ma kia quýnh không? Ủa sao này đã ngã rồi? Mình nghĩ cái con ma hồi nãy á, nó giết. Chắc chắn là như vậy luôn. Vì sao lại mày không đi về đi, mày còn làm gì nữa? Ôi, ai thế này? Hình như tầng 6 nè. Tầng 6 là cái tầng hồi nãy mà nó không coi được nè. Tầng 3 với tầng 6. Có ai đây? Chỗ nhạc nữa à? Ôi, ai đây? Lão công à? Lão công à? Mẹ nhã đâu vậy? Nhã đâu vậy? Chỗ cái radio nhỏ xíu thế này mà phát âm thanh căng nha. Má nhờ sợ là sợ nhập bản quyền ha các bạn à. Cái này ghế nhiều thế nhờ. Cái này mình nghĩ chắc là căng tin đó ta. Đúng rồi. Mấy bán thẻ mua thức ăn này. Mình nghĩ đây là căng tin đấy. Cô bà già kia là cái bà lão công. Hồi nãy tầng 6 là có tầng xảy ra cái vụ án mạng thì phải. Nó sao bà làm mà má im ghê, bóng nói bóng năng vậy đó. Ơi, gì chị? Chị làm đi, chị nhìn em làm gì? Em muốn làm gì đâu. Em chỉ là nhân viên bảo vệ thôi. Sao chị? Có vấn đề gì không? Chị cứ làm tiếp đi. Em đâu có làm gì đâu. Em đi kiểm tra cửa thôi mà. Phòng ở trong phòng kia mà. Chị làm tiếp đi nhá. Sao chị nhìn em dữ vậy? Thôi chị làm đi. Em đi lên tầng xà tầng 7 đi. Mà má mới nhìn mình hoài á mày. Thấy ghê quá. Má mới nhìn hoài à. Mình còn 4 tầng nữa là xong ấy. Chỗ mẹ tao tốt thôi vậy. Không có nút nhấn à. Có lẽ nó ở đâu đó gần đây thôi. Mình đi tìm thôi. Má tìm làm quái gì? Bây giờ mình xuống đây là mày bấm nút số 1, mình xuống xuống, mình đi về mẹ cho rồi đi. Má rảnh quá. Ở đây đâu phải là văn phòng đâu.
Đây là cái khu gì đấy? Ôi, nào vậy? Bên nào mà? Gì đấy? Leo lên. À, cái nút thang máy nè. Mẹ có gì không? Má đừng có nói nhảy bộ mà nha. Thôi đi xuống đi. Từ từ, cái gì mà từ từ. Cái này không có nút bấm đâu. Cái này không có nút tắt đèn đâu, khỏi tắt. Ở trên đây là giống như là một cái nhà tòa nhà bỏ quen mấy chục năm rồi đó. Chứ không hẳn là một cái tòa nhà văn phòng nữa. Ê, gì vậy? Gì vậy anh trai? Mẹ ơi, leo lên được không? Cho em cái nút đi, đừng có hù em nha. Đi xuống xuống xuống. Trời mẹ ơi, khoan từ từ đã. Trời, nó nhìn mình kìa. Ủa, nó lý theo mình kìa. Vãi đạn. Ủa, nào đi trên nữa, nào đi trên vậy? Mình nghe tiếng nào đi trên đấy. Ai không? Nào đấy. Ui, con mẹ đó. Mày à, tao đi xuống này. Đủ nút bấm chứ nhỉ? Chắc còn cái nữa đấy. Rồi cứ má đừng có nhảy vô mặt em nha. Đi xuống xuống xuống. Má còn game là nó chạy không được các bạn à. Nó không chạy được. Đi thôi chứ không cho chạy. Mẹ ơi, cái gì vậy? Ôi, bye bye, bye bye, bye bye mấy anh nha, em xuống đây. Em đi đây, em đi đây, em đi đây. My God. Má nổi da gà các bạn. Má nổi da gà thiệt chứ phải đùa luôn. Cái lon này như là lon của cái ông sếp thì phải. Trời, má cửa này giống như mấy chục năm không sử dụng rồi đó. Nó khô nhớt khô dầu ấy. Mọi thứ trở nên thế này không hề là lỗi của tôi. Là do tên chết tiệt ấy. Mà mọi người chẳng còn ở đây nữa. Tôi chẳng làm gì xấu cả. Tất cả là tại hắn. Cái tên sếp hồi nãy à? Ơi 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 ơi, thằng biến đâu? Tôi thua thế này. Ơi thằng mẹ ơi, hú hồn. Má tao thua không thấy gì hết. Thôi. Ồ, cái gì thế? Má bắt đầu thấy ghê rồi đó. Bắt đầu thấy ghê rồi đó. Mới có tầng thứ 8 rồi đó. Còn thứ 3 tầng nữa. Mình nghi cái thằng sếp này nè. Nó làm gì con nhỏ trong đây này. Cái lon nè, lon của nó uống hồi nãy này. Nãy mình gặp nó dưới lầu 1 ấy. Có ai đây không?
tầng thấy gớm vậy mà vẫn có những người làm việc à ta? Máy móc vẫn để như này. Thôi thôi em đi nhá chị ơi. Em đi nhá, em đi nhá. À, tối qua không thấy gì hết. Đây thì chắc là phòng họp nè. À, ghê vãi tái các bạn ạ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Tầng 8 rồi đó, tầng 9. Giờ lên tầng 9. Tầng 9. Còn 3 tầng nữa là xong rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Tầng này còn nát hơn tầng dưới nữa. Có ai không? Ôi gì thế? Ôi hả? Má nghe tiếng nào vậy? Nghe tiếng nào ư a trong đây vậy? Ôi con nào đấy? Ấy ngủ à? Ôi nó ngủ á bạn. Ôi trời, tôi ngủ nãy giờ sao? Đã khuya thế này rồi à? 12 giờ mấy rồi ông ơi? Là mày nãy giờ à? Cứ đến đi đến lại mãi. Lần nào tỉnh dậy cũng thấy mày hết. Chẳng lẽ mày lúc nào cũng ở đây à? Thôi kệ đi. Mày biết cấp trên của tụi tao, không? Ổng về rồi à? Thằng cha lạm quyền ấy lúc nào cũng mở mồm bảo sẽ ở lại cho đến khi mọi người về xong. Ổng toàn về trước. Thôi tao cũng về đây. Má mày nghe có tiếng gì u ơ gì của thằng nào nhở? Đâu phải con đĩ này đâu. Của thằng nào ấy? Nghe có tiếng u ơ gì ấy? Lấy trong toilet à? Ủa nãy giờ mình để ý nha, toilet nam không có xảy chuyện gì xảy ra hết trơn á, mà bị toàn toilet nữ không à? Không lẽ là ma nữ ta? Hồi nãy toilet nam thì chỉ có cái thằng kia, có con ma đứng đây nó hù mình thôi. Chỉ có lần đó thôi, nó còn như là xảy ra ở toilet nữ không á. Kiểm tra phòng này nữa là xong rồi đó. Ê gì thế? Ê gì vậy? Mẹ ơi gì vậy? Ôi em đi ra, em đi ra nữa, em đi ra nữa, em đi ra nữa. À, muốn làm gì làm đi nhá. Thôi em đi. Cái này là đâu vậy? Cái này đi đâu vậy? Ê, cái gì đấy? Ủa cái gì đấy? Ủa sao mỗi lần bấm là có cái đường đi à?
Ấy, đây là chìa khóa cửa thoát hiểm. Con bà là cái gì thế? À, mở lượng nhỏ nhỏ lại xíu các bạn ơi. À, ghê quá. Ôi, em cứ làm gì đâu chị ơi, em chỉ là bảo vệ thôi mà. Nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Con quỷ được đó, con quỷ được con cái là nó không có, nó không có vồn các bạn, nó chỉ đứng nó hù mình thôi à. Còn nó đi thôi. Cửa thoát hiểm như thực này thì phải, đúng không ta? Đúng rồi, để thang máy mà. Đấy, đi được này. Ui, ủa sao đấy trong ngựa lên hết rồi? Ủa máu không? À như vậy mà còn kiểm tra gì nữa? Còn kiểm tra báo cháy, đóng cửa, khóa cửa đồ. À này, nó làm vì đam mê mấy ông à. Má thằng Vin này giống như thằng bị Trung Quốc rồi, không thấy mẹ gì á. Này như tầng 10 rồi thì phải. Mình đi hết tầng này là mình lên tầng kia là cuối cùng rồi đấy. Cố lên, cố lên. Má sợ nhất cái nhà vệ sinh nữ này. Nhà vệ sinh nam mà chả có gì cả, không lo. Cái này như kiểm tra rồi thì phải. Đi lên, đi lên, đi lên. Lên lầu kia. Ở đây là thấy mọi thứ bắt đầu nó tan hoang rồi đấy. Còn một tuần nữa thôi là xong rồi các bạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nào, cố lên nào. Tầng 11. Ơi, ủa sao thang máy bị gì vậy? Ơi, thấy mẹ rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Ơi, cái gì thế này? Ủa? Ủa? Đây đâu phải là tầng 11 đâu. Cái này nó đưa mình đi đâu ấy? Chứ có gì đây? Cái này đâu phải là tầng 11. Ở trên tường nó kia cái gì ấy? Ý, cái con nhỏ này mình gặp ở trong phòng điện này. Có khi nào con nhỏ là ma không ta? Có khi con nhỏ này là ma không? Cái con nhỏ này là cái con nhỏ mà bị cái con nhỏ kia giật. Oh my god, trời 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 trời. Ủa? Đi tiếp à? Có khi nào con nhỏ này là ma? Ngồi nó giết cái hai con nhỏ nói chuyện ở trong kia ấy. Có thể là con nhỏ mão đỏ này là vì con nhỏ mão đen đã giật bồ. Xong rồi con nhỏ đỏ thì chết, tự tử như thế nào ấy. Mà cái thằng bảo vệ có thấy được. Xong rồi nó hốt hoảng quá là nghỉ. Xong rồi con nhỏ áo đỏ quay qua đây, quay trở lại đây trả thù, giết con nhỏ kia. Mình nghĩ là như vậy. Má quay lại không được nữa rồi. Má đây tầng cuối cùng rồi đó.
này cái gì đây? Đã lấy cái nắp tính đầy máu à? Có cách nào để rửa sạch cái nắp này không nhỉ? Rửa sạch thì chỉ có vô toilet thôi. Cái nắp gì đây ta? Cái đồng hồ à? Cái đó là những cái đồng hồ thì phải. Mình đã rửa sạch máu dính trên nắp này. Có hai đường thẳng được vẽ trên nó. Hai đường thẳng được vẽ trên nó à? Chín mươi sáu mươi không không ba không là sao? Không hiểu. 90 60 0030 chắc có lẽ là một mã gì không ta? Mình nghĩ chắc là một mã gì đấy. Không có gì được chiếu cả. Không có dây cáp à? À, sáu. Ủa, mở được rồi à? Không có dây cáp à? Dây cáp đi đâu? Dây cáp đi đâu? Ôi, cái gì thế? Để dây cáp này. Đã lấy dây cáp. Cái này có khi nào bảo vệ không nhở? Cái khi nào bảo vệ Ochiko gì? Nó bị chết trên đây mà tao tưởng nó nghĩ việc ngang không? Má nghi lắm nha. Nhiều khi nó chết trên đây mà không ai biết. Người ta tưởng nó nghĩ việc ấy. Vãi cái nồi. Rồi coi cô băng đi. Cái gì đây? Ồ, cái gì đấy? Cái gì vậy? Có thấy khí khô gì đâu? Nghe tiếng cười gì, có ai này? Băng này nó chiếu cái gì vậy ta? Này như trong toilet thì phải. Cái này cũng như cái hiện trường vụ án gì á, có cái dây băng của cảnh sát này. Má mà nó mờ cũng không thấy gì á. Nó băng chắc để lâu lắm rồi, sao bị răng cưa sao mà chả thấy cái khô gì. Không nghe tiếng chảy đâu nhờ. Đó, lại con nhỏ này này. Ice. Em yêu. Má mình yêu nhỏ là ma nha. Mình không thể ở đây được nữa. Phải nhanh chóng vậy thôi. Nãy giờ không về, bây giờ mới về. Giờ lên tầng 11 rồi mày mới chịu về. Oh my god. Oh my god, chị ơi, chị ơi. Chị ơi, từ từ, chị ơi. Chị ơi. Ủa, cái gì đây? Ôi mẹ ơi. Nó đâu rồi? Ủa, nó nè, nó nè, nó nè. Ủa, cửa mình để khóa mẹ nó rồi. À, quên, mình có cửa thoát hiểm, quên. Mình có cửa thoát hiểm. Thôi. Ủa, cuối cùng là bị bắt à?
Ủa mình có cửa thoát hiểm mà mình không chạy được à? Chứ bên kia cửa nó khóa rồi, đâu có đi được. Ủa là sao ta? Ủa là sao? Ở đây đưa mình đi đâu nhỉ? Giống như cuộn băng nó quay ngược về hay sao ấy. Nó đưa ngược về lúc mà mình mà đi vào làm việc này. Ichigo. Oh. Cái nhân vật mình điều khiển nãy giờ là Ichigo các bạn, là cái nhân vật mà nó nghỉ việc ấy. Ending 1. Chắc là bad ending quá. Hồi nãy mình đi ra mình thấy cái mật mã kế bên là cái hình, cái hình mà sinh nhật của con mình á, mà nó trong ở nhà mình á, vẽ ba người á các bạn. Mật mã đó mình nghi có thể là ngày, cái ngày sinh nhật của đứa con 7 tuổi của mình. Và cái nhân vật Ichigi gì đó, mình nghĩ là mình đó các bạn. Tại vì lúc nó hết game mà nó quay lại thì nó ghi Ichigi 35 tuổi. Bây giờ mình sẽ vô, mình kiếm ending 2 như thế nào nha. Mình thử bấm cái mật mã là 23 tháng 10 như thế nào các bạn. Tầng có 11 nè. Ở ngoài đây nè. Đâu à? Ở đây nè. Nó có một cái mật khẩu và cái hình của gia đình mình. Mình nghĩ là cái đó là cái ngày sinh của đứa con gái 7 tuổi mình luôn. Chắc chắn là như vậy. Cái xíu mình sẽ chạy ra mình bấm thử này các bạn. Và đấy lúc mình ra đây thì cái cửa này nó khóa rồi nè. Không có cái cửa này nữa. Thì bắt buộc là mình phải có một, thứ nhất là lối thoát hiểm này. Thứ hai là mình bấm cái này. Cái xíu mình sẽ bấm cái này thử. Mình như thế nào các bạn. Và mình là nhân vật Ichigi luôn các bạn. Keigo luôn các bạn. Chứ không phải là nhân vật nào khác đâu. Có lẽ đây là mình là nhân vật Ichigi Keigo. Rồi mình bị một cái gì đó, thế là nó ám mình. Rồi mình quay trở lại công ty này. Giống như là để thấy hết tất cả những cái gì đó mà công ty này nó vừa chảy qua. Cái con ma nó làm gì công ty này đó các bạn. Còn bây giờ mình sẽ làm nhanh cái phần này các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu lại các bạn. Mình không thể ở đây được nữa. Phải nhanh chóng về thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái nút khóa bên kia nha các bạn. Đó, nó vô rồi đó. Đó, mày đi đi, mày đi đi. Ở đây mình nghĩ là ngày sinh của con gái mình nè. Đó. Đây, nó mở cửa rồi này. Ok, trốn được rồi các bạn. Lẹ 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 lẹ. Chính xác luôn. Chính xác là ngày sinh của con gái mình luôn. Ending 2. Good ending các bạn ạ. Mình đang nằm viện này. Chắc bị sang chấn tâm lý ấy. Ý vợ con mình đấy. Vợ mình cũng xinh thế nha. Con mình nè, đứa con 7 tuổi mình nè. Cuối cùng mình đã thoát rồi các bạn ạ. Trốn thoát rồi. Mình đã nằm trên... Ý! Con nhỏ còn đi theo này. Con nhỏ là ma chắc luôn. Mình đảm bảo nó là ma các bạn. Nhưng mà sau khi sâu chủ lại tất cả các thông tin nha. Con nhỏ đỏ là bạn gái cũ của mình. Mình là Ichigi Keigo. Và bị hai con nhỏ kia hãm hại. Đến mức con nhỏ đỏ phải đi tự tử chết. Thì sau tự tử chết, cái thằng Ichigi này á mới lấy vợ có con.
Và con nhỏ người yêu cũ này nè, nó quay lại, nó ám thằng này, đi theo thằng này, và nó muốn cho thằng này biết là nó bị như thế nào mà nó chết. Nó bị mấy đứa trong công ty á, là giống như đàn áp như thế nào đó, thì nó mới xảy ra nông nổi thế này. Giống như nó đưa thằng này đi quay ngược lại thời gian để chứng kiến cảnh nhỏ này chết như thế nào các bạn. Đó, một game khá là hay các bạn. Cuối cùng là mình đã kết thúc con game với hai ending, một cái là bad ending, một cái là good ending các bạn à. Ok, cảm ơn các bạn đã giờ là coi hết cái video của mình ha. Bạn đã xem thấy hay á, ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ bấm vào nút cái chuông để khi nào mình ra video mới, các bạn có thể nhận được thông báo nha các bạn. Ok, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.